Chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu một mẫu dao mới. Mẫu dao này là của một anh khách, anh đặt theo cái form She-Hulk của thằng Kai. Thì mình sẽ làm lại, nhưng mà cái cán mình sẽ cách tân thêm một tí. Lưỡi thì form, chung là cái form thì giống cái form chuẩn rồi, nhưng mà mình sẽ có thay đổi ít nhiều theo cái thiết kế riêng của mình. Con này là thép Damascus. Damascus 67 lớp. Đổi VRM 10 nha. Con này thì thép 2 ly thôi, nó mỏng, khá mỏng. Con nguyên bản sẽ là thép 3 ly. Con này thì mình làm thép 2 ly. Cán này là cán Starwood. Cái cán này thì nói chung là khá mắc so với cái lưỡi này á, với cái cán thì cái cán nhỉnh hơn cả cái lưỡi luôn. Con này là con đặt, nó đi luôn thì sẵn tiện mình làm luôn một con mình để mà làm mẫu. Con này làm để làm mẫu thôi. Thì cái cán này mình vừa lựa cũng tương đối. Cái lưỡi cái form này thì mình bán tầm 2 triệu đổ về thôi, dưới 2 triệu. Là với cái cán cán này. Thì phong lưỡi này sẽ là 50 này nhân 201, 215 á, 215 này 50, 215. Con này cán bát giác mình sẽ bán tầm 2 triệu đổ về. Còn con này thì nó mắc hơn 1 triệu. Bởi vì cái cán này nó mắc hơn rất là nhiều. Phôi cán không rất là mắc rồi. Rồi công làm riêng nữa. Lưỡi. Một form dao mới. Cũng khá đẹp. Lúc trước á, mình không làm cái form dao cái lưỡi như thế này. Bởi vì mình mới làm, mình nghĩ á, là cái mũi lưỡi này gần như nó không có công năng của nó không có đắc diễn. Cái kiểu lưỡi như mà như thế này. Nhưng mà sau này mình thấy cái mấy bạn bắt nhặt á, làm cá mình mới biết công năng của cái lưỡi này là nó cực kỳ công năng, là để các bạn để làm biết làm gì không? Để rạch. Mũi này là mũi để rạch. Rạch cực kỳ bền và nó không có hại lưỡi. Như cái bạn mà lấy cái mũi những cái con dao khác như Gito á, mà bạn các bạn lấy cái mũi rạch á là cái mũi nó yếu, nó rất là dễ hư. Khi mà rạch vô xương là rất là dễ hư. Và khi mà lấy cái lưỡi rạch á thì lại hư lưỡi. Nên là những cái con này được dòng này mới sinh ra là nó lấy cái mũi như này này, là lấy cái mũi rạch. Khi bằng rạch á, cái mũi nó chịu lực hết, và cái mũi như thế này nó rất là vững, nó không có hư dao và nó không có hư lưỡi. Khi bằng làm cái gì mà cần dù cắt cái gì nó hơi cứng một tí thì mình dùng cái mũi này bằng rạch, chấp nhận cái phần này nó sẽ không được sắc bằng cái phần dưới cái lưỡi dưới này để mà thái thật là ngọt, nhưng mà khúc trên này, khúc ngay cái vòng này là chuyên để rạch thì nó hơi cứng hơn một tí và nó rất là bền, nó bền. Còn như cái mũi mà quá nhọn bằng rạch á thì cái mũi nó chịu nổi, nó hư hết. Là cái công năng của cái dòng này. Đầu tiên mình không thấy, mình không không chưa 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 biết cách dùng ấy, thì mình nghĩ nó không có công năng để làm gì hết, nên là mình không có làm. Mình chỉ làm một lúc trước mình làm một con sashimi á, con dao làm cá, rồi mình không làm nữa. Nhưng sau này mình thấy video á, bên máy bắt nhặt làm lấy cái mũi này để đặt rất là hiệu quả, mình hiểu cái mũi này để ra, để sinh ra để làm gì luôn. Ngoài cái phần lưỡi là để thái bất cứ con dao nào cũng vậy, cái phần lưỡi là để chặt hoặc là thái rồi, thì còn lại là cái phần mũi, công năng cái phần mũi cũng rất là đặc biệt. Và cái mũi này
cái mũi ngay chỗ này là chiên để rạch rạch sẻ rất là bền và vẫn bảo vệ được cái lưỡi mình không không có bị hư, còn cái này là rạch rất là đã. Rồi hôm nay mình giới thiệu vậy thôi, giới thiệu cái form này cũng khá là đẹp, bạn nào thích thì liên hệ qua cho mình nhé. Thấy video hay thì like share ủng hộ mình với. Rồi cảm ơn, xin chào, hẹn mọi người những video sau.